chỗ đấy họ tìm hết rồi. Mình đi muộn chắc cách được một hôm. Măng nứa ông ạ. Ông mua măng không ạ? Vâng, một cân nhé. Vâng. Đây. Cái này chắc được cân này đi. Vâng. Thì cân xin dạng ạ. Đúng không? Được cân lông. Đó là chuẩn. Chị Kim. Ô, vâng, con cá. Con cá à? Thôi đi ngoài, cái này 2 cân. Đấy ông trời này toàn sấm sét mưa to này. Vâng. Một cân hai, thôi cứ tính 1 cân đi. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn nhá. Okay.
Làm con gái bác mà. Hãy